my God. That's the first one. Yeah. Tôi đến chuyện thời sáng giờ, kể từ thời ông bày hành tổ về sau, con người ta ở với nhau khác nào như thế nàng dâu với mẹ chồng. Nàng dâu hay kẻ xấu mẹ chồng, như nhà với lý có một lòng thương nhau. Còn mẹ chồng thì sao? Còn mẹ chồng lại tốt khổ nàng dâu, như hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ. Nah, nah.